rồi đây là cái ví dụ nào đó trình bày của mình. Mình thấy có nhiều bạn bị rất có nhiều cách hay lắm nha, thì các bạn nào có cách nào hay được cứ chia sẻ lên cho mọi người biết nha. Rồi giờ cái cách này thì mình vẽ như cái cách truyền thống phổ thông bình thường thôi. Thường mình thấy cái xoay xoay đây nè, là mình cứ nhớ tới cái lệnh mà giống như là vẽ là so rồi đó, trong lệnh là sweep mà hay có cái chọn cho nó xoáy, cho nó xoắn lên á. Thường hay gặp mấy buổi thứ này nè đó, xoắn cái gì này thì tôi nghĩ tới thằng đó, cái lệnh vẽ kiểu là so trong cái thằng đoạn sweep. Rồi đầu tiên ấy, giờ cái biên dạng này nè, mình vẽ cái biên dạng nó ra trước. Cách này làm hay mình thấy nó gặp nhiều trong mấy cái phay rồi á, mấy cái biên dạng này người ta hay chế cháo làm mấy cái biên dạng phức tạp uốn xoắn rồi kiểu đó. Rồi giờ mình vẽ 300 chữ nè, biên dạng này ra. Cho kích thước gì thì mình ghi kích thước đó thôi. Nè, thì sự thì số đây nó nhỏ quá, lần sau bạn nào có đăng hỏi bài thì nó lựa cái bài nào nó số cụ thể nó rõ ràng chút xíu nha, vì nhìn nó đoạn cái thời gian mà mờ cái số không nó mất thời gian. Ok, đây mình coi lại coi 40 40 rồi, hai thằng này 40 40 thì mình cho điều kiện nó bằng nhau nha. Rồi thằng này là 40 hay 60 thì mình chả biết nữa, nhưng mà hình như mình cứ cho đại đây 40, mình cho đại 40 hay 60 đó, rồi mình cứ edit lại thôi, mình coi nó có đúng hay không thì mình edit lại. Rồi mình cứ cho trước là 40 nhỏ hơn ta, mình cứ cho đại đây. Rồi ok, xong mình revolve nó chứ ta đã revolve mình surface ấy nha, mục đích là mình lấy cái biên dạng biên dạng xoắn này, rồi lấy nó mình sử dụng tạo một cái đường vân lên cho nó thôi. Rồi, đây là sẽ là cái thằng bọc xung quanh nó chạy đây này, mình coi nè, mấy thằng đây nó sẽ xoắn 3 lần, xoắn quanh tâm 3 lần, và cái phi đây là phi 6, thì cách của mình làm thì mình sẽ là update thằng này vô 6 đi, update vô 3 mỗi bên 3 3. Rồi ví dụ như mình thực hiện là update đây vô là 3, rồi vô mỗi bên là 3 3. Ok, tạm thời mình bỏ đây. Đó, rồi mình coi thằng này đúng không? Rồi, đầu tiên á, mình sẽ vẽ một cái đường. Vẽ một cái đường line. Đó, một cái đường dẫn. Rồi, tiếp theo á, là mình sẽ vẽ một cái đường dẫn và bên hông như vậy. Mục đích của mình là mình sẽ sử dụng cái thằng sweep. Thôi, nhầm, nhầm. Sweep bên Safari á. Đây, về cái đường dẫn là đường này, và mình sẽ sổ vào thằng option để mình chọn vào cái value này, chọn vào số vòng, tại vì nó cho là xoắn 3 vòng đó, cho đây nè xoắn 3 vòng từ 6 đó. Ok, rồi khi mình đã có được cái biên dạng ngay rồi, mình sẽ sử dụng cái thằng lệnh intersection đây. Mọi người có thể search trên này hoặc là mọi người vào insert vào Safari intersection. Đâu rồi, rồi phần future thử nó mò trong máy đang khổ quá, luôn chưa luôn skip luôn đây. Tool schedule intersection, ok, hoặc là mọi người search trên đây cho nhanh, hoặc là khi mà mọi người cài viết tắt á,
cài kéo nó ra luôn đi, cài cho nó dễ. Rồi đó, mình sẽ lấy lại cái nguyên dạng, đại khái là mình sẽ lấy lại cái nguyên dạng giao nhau giữa hai cái surface này đó. Rồi xong rồi thì mình ẩn thôi. Rồi giờ mình sẽ vẽ một cái, mình có được đi dạng này rồi mà đúng không, thì giờ mình sử dụng lên sweep luôn, còn chi vẽ nữa sweep 6 được rồi. Rồi ok, mình có được cái lệnh sweep đây rồi. Sau thằng này ra, mình lấy thằng này, mình cho xoay 5 cái kinh điển nè, qua đây 5 cái không cho dính lại với nhau, không sao đâu. Rồi đó, mình sẽ ra và như vậy. Rồi đầu tiên á, đó mình phải show cái thằng này ra, mình phải show thằng này ra để mình coi thử cái đường dạng của mình nằm vô trong này đúng chưa. Rồi rồi ok, đỡ thấy mọi người thấy nó có con cách cách cái gì không, thì mọi người vào lại trong cái thằng cuối á, mọi người chỗ option chỗ chọn cái thằng Magic Tangent gần đây nè đó, cho nó liền lạc luôn. Rồi như gì mà đẹp rồi đó, ví dụ như giờ gì đúng không, nãy mình cho cái thằng phi này là bao nhiêu. Nãy mình cho thằng phi này là bao nhiêu, phi này là phi 40 đúng không. Rồi cái đây thì mình không biết là 40 hay 60, thì ok thì đơn giản nhất là giờ mọi người khi mà vẽ xong mọi người kiểm tra thôi. Đầu tiên á là nó cái biên dạng này của mình à, phải nằm lọt bên trong cái thằng này, cái thằng surface này được. Đó cái thằng surface này rồi, cái gì là được đó, nó xuống. Rồi tiếp theo này á, lọt nằm lọt lòng bên trong surface này đó, thấy không, nằm lọt vô bên trong cái biên dạng này. Rồi đầu tiên là mình coi lại thử cái thằng đây 60 hay 40 là đúng, mình coi thử biên dạng sau khi mình vẽ nè, cái thanh này nằm dưới, rồi thanh này nằm dưới, ở chút xíu tới thanh này, rồi tới thanh này nữa, rồi thanh này cong nhị qua đây, rồi cong nhị qua đây, rồi hai thanh này tới tới khi thanh chính còn còn chính giữa đây, rồi ok đó cái thanh này rồi ok đó. Như vậy thì tương đối đúng, thì để mọi người muốn kiểm tra thử con số kia là số nào 40 hay 60 thì đúng nữa, thì mọi người nâng lên, nâng lên 60 để kiểm tra thử. Rồi đó, ví dụ như nó bự lên như vậy đây, bự lên gì thì hình như thấy nó hơi bị sai sai rồi. Rồi tại vì đây này cái khổ đây nè, nó hở chút xíu à, thằng này lên nhiều mà dễ biết 40 60 rồi, hình như là 60 đây nó không có đúng cho lắm nè, tại vì cái đây nó uốn nhẹ rồi rồi tới cái đây mà còn cái đây uốn nhẹ xong tới đây rồi, tự nhiên mà thấy được cái thanh này nữa thì nó không có đúng. Thấy không? Cái thanh bên này có chút xíu à, vì là chứng tỏ là thằng này là 40 là đẹp, 40 chắc chính xác hơn, còn số bao nhiêu thì thua nhiều thì không ra. Rồi ok nè, thấy cái thanh này nó ẩn qua bên này nè, thanh này ẩn qua bên này nè đó. Rồi rồi nói chung đại khái là cho phương pháp nó nghĩa là như vậy thôi. Rồi mình coi là điểm kê là chút xíu nè. Mình coi này à, thấy thằng đây nó xéo là mình góc nhẹ nè, thấy không, ở dưới đây xéo là góc nhẹ rồi ok, đây cũng xéo là góc nhẹ, bên hông đây nè xéo qua thấy được khúc cắt đây rồi ok, có xéo xuống thằng này xéo xuống ok, thằng này cũng xéo xuống. Rồi vậy là sao, vậy là bài đây tương đối của mình như vậy đó. Phương pháp vẽ thì nó đều như gì hết, và tất cả các bài ví dụ như về mọi người thấy trên mạng đồ, ví dụ bị lồng đèn mà sống sống hoặc vẽ á, vẽ cái dây mà dây bơm hơi á, đây 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 mọi người thấy vẽ cái này nè đó, thì thường sử dụng bằng cái lệnh đó đó, dây bơm hơi rồi cái kiểu rồi đó. Rồi, ok chưa, rồi mình cũng thấy một vài bạn vẽ thêm một cái minh dạng gì đây sống sống gì đây nữa nè, thì cũng sử dụng phương pháp đó luôn. Rồi chơi mỗi cái thằng sweep đây nè thì sử dụng phương pháp đó, rồi mọi người cứ thử nha. Rồi đây là cái fanpage của mình, thì cái gì mọi người cứ vào tham khảo nha.
Rồi. Ok. Còn mọi người có cái cách nào hay hơn hay là cái phương pháp nào hay hơn thì cứ comment dưới bài viết giúp mình cho mình tham khảo nha. Rồi, được rồi.